quê ở Phú Yên. Lấy muối thì lại cay. Anh bắt thì lâu. Sang mua cho năm bán cho 57 được một hai cho lấy một con bán sau đồng bán được một con để chồng nó ra rồi mà nhỉ. Bà về xong để bà để góc bếp xong để bà chồng chồng thành ấy. Giường ấy.
Thank you.
Thank you.
Thank you.